Đấy, cây này vừa đẹp vừa sâu cây. Đông người mà chả thấy ai mua. Ở đây hôi một cây nhỉ. Đông người nó ít cây, đông người nhưng mà chẳng có người mua mấy. Kiếm cây mà phố đứng đâu mà. Cứ đi xem thôi. Không nghĩ ấy thôi, ông chết là ông Phật này. Từ lúc cháu ra giờ toàn thợ mua của nhau. Bác đấy, đông lúc cái kia có. Ngắm đi. Đấy. Toàn cảnh chợ Vạn Phúc hôm nay các bác nhé. Ít cây nhưng đông người xem. Giao dịch thì từ sáng sớm rồi. Toàn thợ mua của nhau thôi. Tường như thế nào? Tường nhỉ? Đấy. Úi giời, hôm nay nhiều hàng thế. Rất nhiều hàng. Quả này, quả đúng bằng ngón tay cái nhỉ. Kiếp. Rồi, xanh. Nhà biển. Ghê chưa? Cây quả đấy cũng sướng. Cây quả nó cũng sướng rồi. Xem nào, tổng thể ra có những cái gì nào. Hôm nay bê được xuống rồi đấy. Có con gì thì... À đấy thì si à, đấy là si à, nhìn như xanh nhỉ. Đây cổ à. Tâm huyết của em. À đây à. Đẹp lắm à, chi cổ. Già đấy nhỉ, già. Tâm huyết mang ra chợ bán hết. Đấy mới bắt được về đấy. À đây à. Cho đấy. Đi thôi. Còn cái đấy là bao nhiêu tiền? Con đấy 28 triệu. 28 triệu. Đấy, kia kìa. Khẳng định là đẹp nhất chợ. Kỷ niệm cả chậu luôn nhé. Nhìn loan phá này là mê đấy. Rồi, ok. Mấy cây kia là mấy cây cũ rồi. Có cây nhài được không? Nhài cổ. Nhài. Nhài này là bao nhiêu? Nhài này là 6 triệu. 6 triệu. Các thân này. Các thân. Cái này làm phát thân, làm dàn chơi cũng đẹp. Thơm ra nhiều hoa, 6 triệu. Kép. Cổ. Này kép à? Nó kép đấy chứ. Ừ. Cổ đấy chứ. Này ta đâu, là nhà ấy đâu. Nó nở hết lượt ra. Này kép. Ta thì là người đắt. Đây, khu này. Về đấy. Kép. Gốc bằng... Dân bằng cổ tay. Ok to. Là dưới nó bằng củ mà. Đẹp quá. Hay đấy. Cái chanh này mới. Bên chanh này có bao tiền đấy? Con này 8 triệu. 8 triệu. Con trước ở kia mất rồi. Mất luôn. Con sau đi Sơn Tây là mất luôn. Đẹp cũng bên chanh. Bên chanh con móng rồng đấy. To rồi. To đấy. Dạ. Sạch sẽ. Con này bệ không ăn được con đấy. Nhưng mà cây này cũng đẹp. Thân pháp thì nó ấy hơn, đẹp hơn. Kia bệ rộng hơn. Bệ không ăn được con đấy. Kia bệ rộng hơn. Đây là cây xanh quả này thì bao nhiêu? Chiêu quả. Cây đẹp quá rồi. Cái này thích cho nó cái trần vần. Đấy nó chín, này nó sưng ghê. Đấy, chín thêm lượt. Đây không bao giờ hỏi cây mà không bao giờ hỏi ông nhà già. Ông xe biết đấy, ông già 4 triệu. Hôm qua ông có ông gì ông gọi chú đúng không? Hôm qua. Ông ở trên Cao Bằng. Nhiều ông gọi ông lắm. Quý Cao Bằng. Thật. À, mua cái đính xăm bán rồi. À đây à? Quý Cao Bằng. Dành. Có đi xem tôi. Cái nhỏ tôi thì hay tôi đi bán, chú bán chưa bán rồi, cái tô của mày ấy. Cho cháu có đi đâu. Chào cho để cả công với tao hỏi. Không được ra rồi. Đi xem chả. Hả bán chưa bán rồi, bán cho ông biết rõ là bán cho ông quyền. Thế thì cái gì? Thì hay xem
tin biết. Con cầu con đấy rẻ, mấy trăm thôi. Mấy trăm, đấy hàng trăm. Hàng giá rẻ 700. Đình dành thấy nhiều đình dành kìa. Đình dành này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Con này 2,5 triệu. Đấy. Này luôn. Cảnh này nó đẹp này, đừng quay kia nữa kìa. Lão này thì... Lão này 1,5 triệu. Điền nữa nhỉ? Điền thì... Đủ răm già, già. Còn đang nuôi, chưa không phải được. Ok, hay đấy. Nhiều hàng đấy, có cái nhà con si kia, quay mặt kia không? Con đấy thì nặng nề quá. Quay được không? Quay được. Rồi. Đó là Brazil rồi. Áo chống nắng của vợ đi cây này. Đúng quá. Với vợ nắng thì kệ, cây là tre. Cái bè này không lấy sân đây à? Để này cho lấy ở... Thái hậu. Có làm tiện lên được cái này, lấy hai cái này. Cái này nhẹ đúng không? Có nhẹ. Về đây lấy có cho một cháu lấy có 200 thôi. À sân tây nó bán 250 to hơn. Về đây nhưng cái này 100. Có phải, cái này có phải nhẹ hơn. Sân tây nó ở sân tây nó 33 thôi, nó bán 250. Cái loại có hơn tí nặng lắm. Đấy to hơn tí đấy, nặng lắm, dày. Nặng dày ít sợ lắm. Ủa cái này nặng lắm, đặc đít. Đặc đít. Đặc. Nó cũng như nhau cả mà nặng. Wow, bẻ đúc, bẻ đúc. Rồi, nó cùng một khuôn mà. Cương ơi, nó đi mua cho chú mua đôi nhỉ? Nào, tiền xe cho lấy cho. Nhá, tiền xe lấy một đôi nhé. Đẹp đấy, được rồi, ok, hai mặt đều đẹp. Hai mặt đều đẹp. Đây là muốn gửi chợ hơi nặng nề. À đây, sang xe uống. Giá đông, dòng cái chợ đông cả kia 4 triệu cái hải. Mẹ nó béo có cái này, nó 12 triệu. Báo hải bao nhiêu cái này? Nó có 7 triệu bao nhiêu. À đẹp chứ, vệ đẹp chứ. Thân hút đây kia, hôm nay nếu có cây này. Bới giờ nó nổi là có vệ đấy. Bảo bạn gái bảo trả lên đấy cái nào, vệ. Thế tao bớt cho một cái chậu. Tí nữa ra, tí nữa ra. Bảo ai mày hảo đấy. Bảo lấy cái nhận cho cái chậu. Cái quái cây như này, cắt giật cái này, nếu nó cây quái này. Tiền đâu có vệ. Đây, vệ đây, đó. Cái dế này hay. Đây là giữ cái này mà này. Được. Cái này đẹp hơn. Cũng hỏi gối mà đéo có cái này. Còn giá người ngoài là phải 12 à? 12, 10 quá đi chị. Đây là cái này mà này. Đúng gió một ngọt cái này đéo là. Đéo đây không được kén ở đâu. Tao có 30 phân như thế này. Đây. Đây tốt kiểu dưới không ạ? Dưới. Cây đẹp nhưng mà ông để nó mặt trước này, dễ xem. Vướng cây chuối quá. Vướng cây chuối. Ừ, cây điền này của ông là đẹp nhất chợ đấy. Ôi. À. Rồi lấy đi, lấy xong rồi lấy đi uống rượu đây. Bây giờ tao có chung rượu vườn đấy. Hải không về nhà. Tao vườn cũng rất là khoáng. Mà rời cho vườn ngồi đâu, cái khế chặt mẹ rồi. Vườn có chung dẹo nhá. Chôn dưới. Vườn có chung dẹo đấy. Chôn dưới đây này. Không phải đâu uống. Có đào được viên không? Ai bảo không uống ở nhà, uống nhà bí lắm. Nhưng mà chôn dưới đất à? Không. Hay là để đâu? Ở trong sâu à. Con này tháo dây ra được rồi ấy. Chưa muốn tháo. Cái này nổi thay chậu nó nổi đấy. Cái này vào mà tân nó 7 triệu cái này mua theo nổi. Mày nó buôn ngọt thế này. Này thay chậu làm bệ nó nổi đấy, nhìn nó sạch. Thay cái an của tao bớt cho cái an mấy trăm nó ra mà thay mà chơi. Chứ bây giờ để này thì người ta mà nhìn không nhìn kỹ thì không thấy. Có thể thay về cái chợ cái ấy mỏng rồi. Ừ, cái elite mà tròn mà dùng này đẹp lắm. Cứ nhật tàu mà cũng được. Nước của bác mất cả. Cái đồ là thế mà. Đây có cái dễ lão này này. Cây sạch sẽ. Cái cổ cắt giật cái đầu ngọn.
không bảo Hải ta lấy đi. Đấy. Tí nữa mình gặp à, không có chuyện đấy. Lấy cho anh đi, cho anh báo giá đúng được không có đất đâu. Ở cân cô này mua sợ 10 triệu một hảo cái này. Đơn kia Hải không ấy à, đang hoa này mà không ấy. Có lắm. À đây à. Cái đấy là bao nhiêu đâu? Đây 3 triệu. Đang lửa bông như lửa. Sân trực làng đẹp. Bông rực rỡ nhỉ. Khách quan nha, được bảo tao bảo nhé. Bỏ tí ngoài ra không được thì mai lại có đầy người gọi ông lo gì. À không, nói chuyện thế. Cái đẹp thì mời, những cái xấu mời, nó ai là mua. Nó ta mua mình bán cho người khác thì nó được gì. Sau thì lại bán được đôi chục luôn. Có cái gì mà rồi. Cái này nên phục cây mini chân trầu sạch sẽ đẹp nhất chỗ đấy.